À, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình trên Hoàng Bách Channel với bác sĩ Ngô Bá Định. Chúng tôi xin chào bác sĩ Ngô Bá Định. À, xin kính chào chú Hoàng Bách và xin trân trọng kính chào quý khán thính giả thương yêu. Dạ, thưa quý khán thính giả và bác sĩ Ngô Bá Định, thì chúng ta biết là chúng ta chỉ còn hôm nay đó là ngày 23. Ngày 22 tháng 4 năm 2021. Dạ. Chỉ còn 8 ngày nữa là đến cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi biết là bác sĩ Ngô Bá Định có nhiều trăn trở, và bác sĩ Ngô Bá Định cũng là người đi vượt biên, vượt biển, cho nên hiểu rất là nhiều, và cũng có một số thân nhân trong đại gia đình đã qua đời. Thì nhân cái cơ hội này, bác sĩ lúc đó bác sĩ ở đâu, nghe cái biến cố về 30 tháng 4 và sau đó bao nhiêu năm thì bác sĩ bắt đầu vượt biên? Và báo thứ cháu đang ở Vũng Tàu đó chú, tại vì anh của cháu là trưởng ty dân vận chưa hồi, thì lúc đó gia đình cháu ở trong Sài Gòn thì không có dự định đi đâu hết. Có gia đình của anh của cháu, gia đình chị cả của cháu với lại bản thân tôi, thì lúc đó là đi lên một cái tàu nhỏ để chuẩn bị ra cái tàu 802 đó, 802 thì nhưng mà đi ra đó bị súng đạn bắn nhiều quá, rồi sợ người ta không cho lên nữa, rồi thì lúc đó ông anh của cháu thì có dẫn các nhân viên rồi vẫn còn làm việc, nhưng mà sau đó thì liên lạc với nhau thì nói là thôi không có đi nữa, tại vì không có muốn xa cha mẹ. Cha mẹ già còn ở trong Sài Gòn, với lại những cái gì mà bố mẹ nói và di cư mà đấu tố đó, nó mù mờ lắm, nó nhập nhòa, nó không có khẳng định, trên cũng không biết cái mùi vị của cộng sản là như thế nào. Nhưng mà nếu mà cháu là ông anh của cháu là trưởng ty dân vận chưa hồi đấy, thì mà anh cháu lại đi lính, bố cháu làm cho Mỹ, đâu có biết là làm cho Mỹ là bị nó nghi là CIA hết đâu, và gia đình cháu là tư sản nữa. Thì mà những cái bài học và đấu tố mà ông bà của cháu là các ông bà cô cậu ngày xưa mà về ở ngoài Bắc đó, nó không có khẳng định, nó không có rõ nét, cho nên thôi nghĩ là thôi chắc cũng không sao, thôi cuối cùng không có đi. Mà ở Vũng Tàu cháu trên con đường đi chú, cháu thấy người chết nhiều, cháu thấy có nhiều người mà cái thân thể mà đứt tay đứt chân mà nằm kế bên cái xe jeep á, mà lúc đó ở Bưu Điện người ta cũng đạn bắn pháo kích rồi cũng không có ghê gớm lắm đâu, vâng, nhưng mà súng đạn nổ rầm rầm mà, thì những người anh khác của cháu, người anh họ thì đi tìm đường, đi tìm cách mà đi ra những cái chiến hạm lớn mà ở dưới miền Tây đó, mà họ cũng không đi được nữa, cho nên cuối cùng là gia đình cháu ở lại thì vượt biên thì bên vợ cháu chết cũng nhiều lắm, và bên gia đình cháu chết 3 người vào đi năm 1978 1979, cái năm mà nó có bão nhiều đó chứ, và đi từ Vũng Tàu ra. Bản thân cháu thì đi 1982 đi từ Phú Xuân Nhà Bè đó, cầu chữ Y đó, và thì qua bên đảo Cu Cu, thì trên đi thì mới vừa ra cái là bị bắn, là cái máy là nó hư luôn, rồi bắt đầu lênh đênh ở trên biển, mà cái tàu lúc đó mọi người là chờ chết hết đó. Cháu nghĩ là sẽ cũng tới số mạng tới thôi, thì cháu cũng chạy đi ra trước mũi tàu, họ bà con cô bác nằm ở dưới bon tàu hết, còn cháu thì ra trước mũi tàu, cháu ngồi chơi. cháu nhìn về, tại vì cái bài nhìn về đường cô lý xa xôi đó, cái bài thuyền viễn xứ đó chú, thì nhớ lấy bà cụ nhà mình, bản thân cháu mà lớn lên từ 7-8 tuổi là cháu đi chơi rồi, cháu đi hết khắp 4 vùng chiến thuật cháu. Cho nên mẹ cháu nói là tao không biết
con phải là con của bố mẹ không, mà con không bao giờ thấy con ở nhà hết. Nhưng mà học thì lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng tốt, và cho nên bố mẹ cháu thật là không có lo về vấn đề học hành của cháu. Ừ, cho nên học hành cháu không biết sao, cháu không nhớ cháu học lớp 1 nha, cháu vô thẳng lớp 2 ở trường La Santa Fe mà cháu không nghĩ cháu đi qua học lớp 1 bao giờ. Ừ, thì cháu không hiểu tại sao cháu đậu qua lớp 2 trường La Santa Fe, cháu không nghĩ gia đình cháu chạy chọt cái gì chứ. Cháu cũng làm lạ. Thì những cái kỷ niệm nó nhập nhòe như vậy. Thì bên qua bên đảo thì những cái bài hát Bay Đi Cánh Chim Biển, Thuyền Viễn Xứ, Chia Tay Lần Cuối, Biển Nhớ, và nhiều bài hát mà Ai Trở Về Xứ Việt, hay là Chút Quà Cho Quê Hương. Thì ở bên Ga Lăng đó chút, dạ, cháu làm nghề để nhạc đó, thì cho mấy quán như Sầu Biển Xứ rồi Thanh Thanh rồi thì cháu cũng có làm chủ quán Thiên Hương, vì cháu có bạn bè làm DJ ở Hải Âu, thì bên trong Ga Lăng 2 thì có thân hữu. Thì ở bên đảo cháu chỉ có học rồi đánh máy, học đánh máy rồi làm nghề để nhạc đó chứ. Cho nên cái phần đời còn trẻ của cháu nó dính với nhạc nhiều lắm. Hồi bé thì cứ nghe nhạc Mỹ thôi, rồi nghe nhạc để đời của chị ca sĩ Lệ Thu, rồi nghe tape nhạc Thái Thanh của anh chị mình nghe, thì mình nghe ké thôi. Cho nên rồi sau đó bắt đầu cháu thích nhiều loại nhạc khác nhau, rồi mẹ cháu thì thích cải lương, rồi sống những ngày cuối đời thì cháu nằm tối nằm ngày nào cũng nghe cải lương với mẹ cháu. Gần có như nghe gần như hết cái tiệm mà cho muốn thép cải lương à. Cái bà mà là chủ cái tiệm mà cho mướn cải lương đó, tôi thấy cậu là trẻ. Cậu mặc đồ cũng rất là mốt mà tại sao cậu lại thích cải lương ấy. Có một lần cháu còn học high school bên đây mà cháu cứ nghe nhạc của ca sĩ Thái Thanh thôi, thì cái tiệm mà sách mà tiệm bán ở trên San Jose đó, cái cô đó, cậu còn trẻ mà sao cậu lại nghe được nhạc của bà Thái Thanh. Nói chung cháu là hòa thượng thích đủ thứ chứ, cho nên cháu là học cái nghề mà nội thương, là cháu muốn học nội khoa bác sĩ gia đình ngay từ đầu. Cháu muốn biết mọi thứ một tí, cháu muốn hữu dụng, cháu muốn cứu gia đình bản thân mình. Chứ nếu mà làm bác sĩ chuyên khoa đó, mình chỉ biết một phần đó thôi, lắm lúc mình sẽ không biết những phần khác, rồi có khi mà người nhà của mình hay là người thân của mình bị một cái bệnh gì đó mà mình không biết, mà mình để lỡ, nhiều khi có thể tán mạng và hối tiếc. Cho nên cháu thích mọi thứ. Nhỏ vậy cháu thích đá gà, đá dế, đánh cờ tướng, chơi đá banh, thi bơi, chọi sình, thổi thổi bột, đá gà, đá dế, trời ơi, bắt dế nhủi tôm ban đêm, rồi bơi sông, trời ơi, đua ghe chài, rồi qua bên Tân Quy Đông mà bắt cua, bắt còng. Cháu cái gì cháu đi đá banh mà Lam Sơn, Đinh Tiên Hoàng, rồi đi khắp nơi. Bản thân cháu hồi nhỏ cháu là con black sheep of the family, cho nên nói chung là đi vượt biên là ở bên đảo là cả một bầu trời đầy ắp kỷ niệm của cháu. Những ngày xưa hoàng thị, những cái bài hát tình cảm, tình yêu mà nó đúng như có những cái mối tình đầu vui lắm. Thì cháu có nhiều lắm, mà nếu mà ngồi kể lại cho nghe, cháu xin kể một cái này. Cháu ở Barak xóm 3 thì có cái chị đó đi ngang qua, mà chị đó là hồi đó cháu có sau thời mà Việt Cộng đó, thì cháu coi cái phim mà Điều Kỳ Diệu của cái bím tóc, cháu thích cái phim đó. Thì cái chị này chỉ có cái bím tóc mà chị đeo kính, mà chị là cô giáo dạy anh ba. Thì chị đó hay chạy đi ngang với cái Barak xóm 3, tại vì cái các trường học của đó thì cháu cũng mến chị. Có một lần cháu nói tiếng Pháp với chị, tại biết là mình nói tiếng Anh không là nghe dở, cho nên cháu nói "Très mignon", rất là nói khen chị. Thì chị nhìn lại mình, chị cũng cười. Thì cháu thấy
chiều chiều cứ cứ nhìn thôi. Đến đến ngày 19 tháng 6 đó, chú ở Ga Lăng ở trên cái đồi đó tổ chức ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì người ta có ca hát văn nghệ, thì anh họ của cháu đi chung với cháu, thì anh họ cháu muốn tới gần sân khấu, cháu muốn ngồi ở cái bục gỗ đó mà để coi tivi. Năm đó là năm Pháp thắng giải vô địch, thì cháu ngồi đó, cháu không muốn tới gần, tại tới gần đông đúc quá, cháu thích ngồi xa nghe đủ thôi, đâu có cần gì mà tới gần. Thì không biết chị đó chị đi lang thang sao chị tới, chị ngồi ở cây kế bên cháu. Cái anh, rồi anh Hùng là anh họ của cháu, nhìn nháy mắt nói trời ơi mày còn đợi gì nữa mày còn... cái kiểu mà nháy mắt trời ơi mày trúng số rồi con ơi. Thì lúc đó cháu run rồi, trên đời cháu chưa bao giờ, cháu cũng là xông pha trận mạc ở ở Sài Gòn, là cháu cũng có bạn gái rồi, cháu lúc đó cháu còn nhỏ mà cháu cũng có bạn gái rồi, mà không biết tại sao tại tiếng bạn gái bên Sài Gòn là có thể là không không phải là cái mối tình mà thần thánh chứ không, còn cái này thấy người nó run bần bật, nó không nói được luôn. thì từ đó cháu thích cái bài mà Bản Tình Cuối đó chú, của Ngô Thụy Miên đó. Mưa có rơi và nắng có phai trong cuộc tình yêu em lần đầu đó. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chăng sao đưa đến bên nhau. Trời ơi, trời, cái bài đó trời, cháu để nhạc mà cháu cứ để cái bài đó miết thôi. Có lần cái anh, có anh nào đó đó, anh tới, anh em cho anh nghe bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại đi. Thì cái là bài nhạc cháu cũng thích nhạc bolero lắm, nhiều bài hay, Những Đốm Mắt Hòa Châu, Ở Thành Phố Buồn, nhạc gì cháu cũng thích hết. Nhưng mà cháu có lần đó muốn nhập ảnh của ở đây có bài Sương Trắng Đầu Ngoại, tôi đâu có nhận biết cái bài Sương Trắng Đầu Ngoại đâu. Anh nói nó Sương Trắng Miền Quê Ngoại mày nói bậy. Thì đó có nhiều kỷ niệm lắm. Rồi có cái cô cháu để nhạc bên đây mà cái cô hàng xóm, cô cũng xinh, cô bán táo, gọi cô bán táo. Trời, cháu có nhiều cô, cô hàng chè, cô hàng cháo, cô nhiều hàng lắm, cô hàng xóm có luôn. Cô này cô hàng táo là phải rồi. Đẹp trai thì bây giờ thì chúng ta cũng ngắn gọn, vâng, qua cái cuộc vượt biên, dạ vâng, và qua sự trình bày của bác sĩ thì bác sĩ cũng là một người ham vui, phóng túng, sống phóng túng. Nhưng mà làm sao qua bên này thì bác sĩ lại chịu khó học hỏi, rồi sau này bác sĩ lại muốn giúp đời giúp người, bác sĩ rất là có nhân tâm. Xin mời bác sĩ. Dạ cháu qua đây thì cái ngày thứ hai cháu đi thư viện để mà xin cái thẻ thư viện, thì cái cháu nói tiếng Anh thì cũng dở lắm, tại vì bên hồi bé đó thì cháu học tiếng Anh ở Lancelabe, mà lên bên sức ký cháu đổi qua tiếng Pháp để đi học tiếng Anh ở trường Anh ngữ, để mà sau này song ngữ có thể mà đi du học, đó là cái chương trình của gia đình cháu soạn cho cháu. Nhưng mà xô giải phóng đâu cái Anh ngữ của cháu nó bị mai một, cháu lỡ ghi danh học tiếng Pháp ở bên sức ký. Cho nên có nhiều người bạn ở Lancelabe mà qua bên đó cứ tưởng là cháu thi rớt, phải học ban đêm tại vì không thấy cháu học tiếng Anh. Mà thật ra tại vì cháu đổi qua tiếng Pháp để mà cháu focus học tiếng Anh của trường chuyên về chuyên sinh ngữ. Nhưng mà sau giải phóng là tan nát hết, thì cháu phải dồn vào tiếng Pháp. Cho nên cháu tiếng Anh của cháu nó bị mai một đi. Thì cháu qua đó cho học làm cái thẻ thư viện ngay thì các ông Mỹ ông nói mày mới qua ngày hôm qua. Đúng, ta mới tới tối chiều hôm qua tới nhà, bữa nay tao tới cái ở đường 22 ở Santa Clara đó chú, đường có cái đường là đường 22 đó, cháu tới cái thư viện ở đó thì cháu xin cái học. Thì sau đó cháu học thì cháu nghĩ là mình chẳng có trên răng dưới dế chú, mà qua bên tị nạn chỉ có một cái bộ áo. Ngày xưa cháu mặc đồ là trời là thrift store mà, hai đồ của người ta mặc, người ta không có mặc nữa, ta cho trở lại. Chứ nếu mà sang lắm á, dỗ chạp đó chú, là phải đi Kmart mua quần áo. Mà cháu mới qua là cháu làm nghề custodian, là chùi rửa nhà vệ sinh, làm lau công cho trường học, trường trung học đó. Thì cháu kiếm tiền bằng cái đó, và cháu có người bạn cháu là họ cũng giỏi với cái đó cho mình đi theo. Nhưng mà đối với cháu học là cháu sướng đó. Có một cái mỗi lần cháu đi học cháu thấy sướng vô cùng. Cháu không biết tại sao mỗi lần mà sáng ra thức dậy đó,
đi học, cháu thèm đi học lắm. Người ta đến ngày mỗi năm đến mùa hè lần man mát buồn họ thích được nghỉ lễ, mà mỗi lần cháu nghỉ lễ cháu thấy buồn lắm, cháu thấy trời ơi, buồn lắm, không có được đi học. À, tại vì môi trường cháu, con người cháu lúc nào nó cũng vui vẻ hớn hở kể chuyện tiêu lâm hay là nhưng mà khi mà hát, khi làm thơ cháu thích những cái gì mà buồn nhất. Con người cháu nó bị nó hơi nó cái gì giống như phân cực dân chủ cộng hòa khi khi mà làm thơ, khi mà hát, khi mà nhớ đến người xưa thì cháu rất buồn. Nhưng mà bản thân cháu 90% mà không có đụng tới thơ văn hay là tâm sự đời cô liệu đó à, các à, thì cháu rất là vui. Nên người cháu rất là cũng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, tích cực, mà hay hay người nào cần giúp là cháu hay giúp. Thì cái đó cháu nghĩ là chỉ có học vấn mới đưa mình lên thôi. Tại vì cái physics, cái ngoại hình của mình nó nhỏ thó, mình nói tiếng Anh không phải như người bản xứ hay là các trẻ em mà đẻ ở đây lớn lên. Cái thời đó năm 82, 83 là còn thô sơ lắm. Thì cháu nghĩ là chỉ có nước là phải đi học. Thì mà đối với học là cái nghề của cháu, cháu rất là thích học. Cháu mê học. Thì nói chung bố mẹ cháu, anh chị cháu cũng mong cháu là người thành đạt sau này. Trên cháu mình không có chơi sport, mình không có tiền, không được đào tạo từ bé đến lớn ở Mỹ hay là ở những nước lớn mà để mà cạnh tranh thể thao hay là những cái môn mà nó cứ tính cách professional mà phải giỏi nhất nước hay như gì để mà làm ra tiền á, mình không có khả năng, mình không có cái môi trường, mình cũng không có cái khí cụ, dụng cụ hay phương tiện để mà đào tạo. Cho nên cháu chỉ có một cách là học à, mà cái hobby á, ở đó cháu hobby cháu có cái xe đạp mua ở chợ trời đó, ai cho cháu đó, cháu không nhớ. Rồi sau này mà upgrade lên mua ở chợ trời thì là đi xe đạp, còn đánh tennis là dùng mấy cái vợt mà cũ người ta không xài đánh, thì đó là mấy cái nghề của cháu. Còn cái nghề nữa là thích hát à, thì mà hát là cái nghề mà ít tốn tiền nhất à, chỉ có tốn nước bọt là có thể là tắm thì tốn nước một chút xíu thôi, tại vì hát là mình ở trong phòng tắm mình hát là mình quên tắt nước à, mình cho nên nhiều khi tốn nước à, thì chứ cháu không có cái gì cháu chơi mê những cái thứ đó à, thì đó là những cái thời qua. Thì cháu khuyên là các em mà lớn lên á, phải nếu mình cái học vẫn là cái chính, cho nên người ta nói ngày xưa bên Mỹ qua đây người ta hay nhận những cái người mà well rounded. Cháu nghĩ lúc đó là họ thích những người mà giỏi toàn diện. Nhưng mà có những trường đặc biệt như Stanford hay Harvard hay là John Hopkins hay là Caltech, những cái trường lớn, nó muốn mình angular, không có round, mà phải angular chú. Tức là người nó phải giỏi một cái gì rất là giỏi, gần như là đến mức độ người chuyên nhất thiên tài thì họ mới nhận. Nhưng mà cháu nghĩ là mình nên oval, tức là eclipse đó chú. Đó, tức không có round, mà angular cũng rất là khó. Ở một nước Mỹ mà 330 triệu người, mà biết bao nhiêu, cả mấy chục triệu người từ các nước trên thế giới đổ dồn về đây cạnh tranh. Tức là không chỉ có 330 triệu người mà lên tới cả 400 triệu người thế giới nữa chú, về đây cạnh tranh. Thì angular khó lắm chú. Trên bản thân cháu muốn là nên eclipse, là nó cái hình oval đó chú. Tức là mình nên đặt hai cái cạnh nó nhồi ra một chút, là phải học cho nó tới nơi tới chốn và dồn hết tâm tư. Hoặc là một cái gì đó mà mình rất là mê, mà lành mạnh, trong sáng đó chú. Chúng em tứ đổ tường thì bán nuôi giống cái gì đó. Ông có những đứa thích chơi game mà nó làm cả tới mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đó chú. Cái đó là ngoại lệ. Cho nên cháu khuyên là các cháu nên oval eclipse, giống như là chiếc banh cà na đó chú. Thì một bên là phải học, một bên là phải có một cái gì đó thôi mà rất ư là giỏi, mình dỗ dồn hết à. Thì cái đó là cháu khuyên các cháu là phải nên, nếu mà bản thân các cháu mà sáng ra thức dậy đó, các em mà thấy làm biếng đi học, có thấy nó oải mệt là nguy hiểm rồi đó chú. Các cháu nào mà cảm thấy thích tới trường học, mỗi lần mà có hội cái gì mà tới học vấn, hàn lâm, cái gì mà tới với văn hóa, kiến thức,
mà người cháu nó nôn nóng lên, rạo rực, phấn kích đó, thì là good news đó chú, còn không khó lắm chú ơi. Cho nên bản thân cháu là hay nói với các con cháu, trước khi các con có một cái job mà thành thành phần tử mà là hữu dụng cho xã hội đó, các con phải hơi phàm tục, phải trần gian, phải tham sân si thôi, là phải có cái lửa hung đúc mình trở thành một người để mà có thể giỏi nhất, để cho đáng cái cuộc đời, cuộc sống làm nhân loại này, làm một con người ở đây thì phải đem hết. Ai nói mình là tham sân si cũng được, ai nói mình là tham muốn nhiều quá cũng được, không sao. Cái thời gian trước khi có cái job thì nên đem hết cái lửa, cái sự chiến đấu, tranh đấu và cái lòng ham mê, đam mê, cuồng nhiệt cho cái học, đem hết ra để phấn đấu để trở thành the best you can be, tức là cái mình có thể giỏi nhất, tận dụng hết những cái năng lực, những cái tiềm năng của mình. Thì cháu khuyên các em, các con cháu, nhưng mà khi mà đã có job rồi, cháu khuyên các con của mình với lại các em nói là đừng có muốn gì hết. Tại vì mỗi lần muốn, cháu thấy muốn mà thèm một cái gì đó, đa số là đau khổ hơn nè. Cháu nói thật đó. Cho nên cháu nói là chỉ làm cho sao mà làm tròn bổn phận trách nhiệm, mà hữu dụng cho cộng đồng và người tha nhân và đất nước. Chứ còn đừng có thèm cái gì hết, đừng có muốn cái gì hết, đừng có tham cái gì hết. Tại vì cháu nghĩ thèm, tham, muốn mà hay là muốn giữ cái gì đó, quyền lực, chức tước, hay là cái số tiền nhà băng mình đã làm được cái gì đó, mình muốn giữ cái đó đau khổ mà. Cháu thấy rõ ràng là những cái đó thường thường nó không bao giờ hạnh phúc hết. Cho nên nhưng mà trước khi mà có cái job, cháu khuyên con cháu và các em đó, các cháu mà cháu biết được đó, nên đem hết cái lửa đam mê về học vấn, hoặc là một cái bengana đó chú, một cái là học vấn, một cái là cái kỹ năng nào mà mình thật sự mình thích đó, dồn hết vào đó. Đó, cái đó là những cái gì mà cháu nghĩ đến lúc mà cháu qua bên Mỹ này. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì bác sĩ ngày hôm nay bận cho nên bác sĩ cũng cần đi. Thưa bác sĩ, thì ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố, đúng ra thì ông mới đâu có 92 ngày, chưa đủ là một ngày. Nhưng mà ông đã hứa là 100 ngày thì có 100 liều vaccine chích cho người dân. Nhưng mà 92 ngày nó đã đạt tới kỷ lục, tức là gấp đôi, tức là double, tức là 200 triệu liều. Như vậy thì bác sĩ thấy là nó cái mức độ hữu hiệu. Và bây giờ ví dụ như là cái thông báo ở bên California, chỗ bác sĩ, thì hiện tại đó là cái số người nhiễm giảm nhất ở nước Mỹ, chỉ có thu hồi ngoại thôi. Tất cả những cái sự việc này là nhờ có chích thuốc, vaccine hay là tại sao, thưa bác sĩ? Vâng, cho đến giờ này đó, nước Mỹ mình đã deliver là 283 triệu mũi thuốc. Nhưng mà những cái thuốc đó đến cánh tay mọi người là mà có ghi nhận đó là 220 triệu người. Mà cái đó là hơn double cái số chỉ tiêu mà Tổng thống Biden đã muốn có trong 100 ngày trước đó. Thì cho đến giờ này là có khoảng 41% người nước Mỹ đã được chủng ngừa chú. Nhưng mà những người trên 18 tuổi đó là 52% đã được chủng ngừa. Good news là những bác mà trên 65 tuổi đó, 82% đã được chủng ngừa. Trong tương lai hy vọng trước 4 tháng 7 là những người trên 16 tuổi đó chú, là trên 70%, nước Mỹ chúng ta trên 16 tuổi là chủng ngừa, và chúng ta có miễn dịch cộng đồng cho những người trên 16 tuổi. Các trẻ em mà dưới 12 tuổi đó có thể đến mùa hè này mới được chích. Dưới 16 tuổi, 12-16 tuổi mùa hè này được chích. Nhưng mà các em mà dưới 12 tuổi có thể đến cuối năm hoặc là đầu năm tới được chích. Cho nên mà cái miễn dịch cộng đồng mà cho toàn nước Mỹ đó chắc khó có thể đến phải tới năm tới. Nhưng mà cho các cháu mà trên 16 tuổi đó, những người công dân Hoa Kỳ trên 16 tuổi miễn dịch cộng đồng đó, cháu nghĩ là mùa hè này trước July 4 là chúng ta đã có rồi. Cái đó là tin mừng. Ở nguyên một nước Mỹ là chúng ta có 33 triệu người dương tính, mà số người chết là 585.000 người đã chết.
Cali chỉ có 3 triệu mấy, gần 4 triệu thôi. Và số người chết chỉ có 61.000 người chết thưa chú. Thì nó rất là ít so với Ấn Độ, so với Brazil là kinh khủng lắm. Chú biết nước Mỹ chúng ta là trong vòng mỗi một ngày đó, có mỗi một tuần đó, chết khoảng 5.000 người. Mà Ấn Độ mỗi một ngày một người chết đó, 3.000 mấy trăm người, số người chết. Vâng, thì Brazil cũng vậy thôi. Bây giờ Brazil chú ông cái thuốc mà để mà gây mê, gây tê, để mà người ta đưa ống vào phổi để mà giữ cái mạng sống người ta đó, không còn luôn. Cho nên bây giờ nó phải bắt chối lại, giữ lại, để mà đưa ống vô, cái nó dã man quá. Để một cái ống vô mũi thôi, quý vị đã thấy là tôi không bao giờ muốn làm cái endoscopy cho cái lỗ mũi tôi, những người mà tai mũi họng cho. Hà huống gì để cái ống vô trong cái cuốn họng của mình. Trời ơi, kinh khủng lắm chú ơi. Cái đó phải nằm ngủ mới được. Nhưng mà ở đây nó họ không có thuốc sedative, cái thuốc để người ta an thần, để người ta ngủ, mà là nó chói luôn, hoặc là cho cái paralytic agent, là cái thuốc mà làm cho liệt luôn đó chú. Chú tưởng tượng mà chú không nhúc nhích được, mà cái cảm giác của cái ống nó vô phổi chú vẫn có, thì cái đó nó còn ác hơn là giết người nữa chú. Cháu thà chết còn hơn là bị chích cái thuốc làm liệt đó, tức là không nhúc nhích gì được, nhưng mà cái cảm giác vẫn còn thấy đau, vẫn còn thấy khó chịu. Trời ơi, cái đó kinh khủng quá. Đó, thì Jair Bolsonaro là tổng thống, người đã từng có một cái triết lý chống dịch và cái vì cái lợi ích chính trị, lợi ích cá nhân, mà giống như ông cụ tổng thống Trump và ông Modi và ông Putin, tức là cứ để nó thoải mái, không anh đeo mặt nạ gì anh yếu ấy, anh cằn nhằn gì anh sợ, anh sợ Covid vậy, Covid có gì đâu, nên mà flu thôi anh làm gì anh sợ ấy. Những người đó suy nghĩ giống nhau. Nước Mỹ này may mà không thắng đó chú. Nếu mà những người như Jair Bolsonaro hay là ông Trump mà vẫn còn làm tổng thống, nước Mỹ chúng ta đau thương lắm. Nên nhớ cái số đã có người đã thưa cụ tổng Trump vấn đề mà sao nhãn về vấn đề mà chống đại dịch chậm trễ và coi thường khoa học, nói ngược lại những sự thật khoa học về là mình chết người đã có cái kê rồi, và trong nghĩ trong tương lai sẽ có tiếp tục nữa. Thì Jair Bolsonaro là tay độc tài và tên tổng thống ở bên Brazil đó, hắn ta sẽ có trách nhiệm mà vấn đề mà coi thường khẩu trang, coi thường giãn cách, mà đến giờ này hắn ta mới gần đây hắn ta mới đồng ý cho vấn đề chích vaccine, là coi trọng cái vấn đề vaccine bên Brazil đó. Brazil chết thê thảm nhiều lắm, cái số người mà chết trên nước Mỹ là số người per capita trên 1 triệu người đó. Ấn Độ còn ít lắm chú, Brazil hơn Mỹ. Mà chú điều lạ, chú biết những đất nước nào mà cái số người chết trên 1 triệu người đó nhiều nhất là chú biết là những nước nào không? Nước Bỉ đó chú. Và những cái nước mà Đông Âu, Slovenia, nước tiệp khắc, những cái nước mà Hungary, Bulgaria đó chú. À, những cái nước đó, Đông Âu và nước Bỉ đó, là những nước mà số người chết trên 1 triệu người đó nhiều nhất. Rồi sau đó là tới nước Mỹ, nước Brazil. Còn những nước khác, bản chất ở nước Đại Hàn hay là nước Nhật hay là nước Việt Nam nó ít lắm. Vâng. Đó thì cháu là Cali vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng mà nên nhớ, những người mà tôi đã có Chúa bảo vệ, tôi đã có Thánh Allah bảo vệ rồi, tôi không có sợ COVID-19. Cho nên tôi không cần đeo khẩu trang, Chúa bảo vệ cho tôi rồi. Tôi không cần chích vaccine làm cái gì hết, Chúa bảo vệ cho tôi rồi. Nhờ những tay đó Chúa bảo vệ, tôi sợ, tôi không có sợ. Tôi rất là tin tưởng vào Đức Ngài, tôi không có gì phải sợ hết. Anh không sợ nhưng mà anh lại thích súng. À, những tay mà vớ va vớ vẩn, những tay mà kỳ thị thượng đẳng, những tay mà thích súng á, mà nói mở miệng ra là có Chúa này đó, mà coi thường khoa học, coi thường cái mạng sống của người xung quanh, coi thường cái lợi ích cộng đồng, thì nó lại thích đeo súng. Anh nói có Chúa lo, anh không có so sợ gì hết, mà thấy nó mang theo súng để làm gì chú, thấy không? Những tay mà nó đã cuồng rồi chú, là COVID, là flu, là xạo, là hoax, đeo mặt nạ làm cái gì, yếu ớt quá vậy, ông chống lại ông Trump hả, sao đeo mặt nạ? Ok, không có chích vaccine là có tế bào của tử thai trong đó, cái tế thai nhi bị abort ở trong đó. Rồi
George Floyd đó chú em, à, là đóng kịch những tay mà cuồng điên ở xứ Bô Sa Lý đó, Sài Gòn này đó, là George Floyd là giả chết, dân chủ bày trò Hollywood ra để mà hại ông Trump. Trời ơi, cháu không biết ông Trump mà có dính nhiều cái giày với ông George Floyd không, mà họ nói là họ bày trò ra để hại ông Trump. Vậy là ý họ cũng nói ông Trump đứng về phía những tay mà cảnh sát mà kỳ thị, cảnh sát mà khát máu, mà dùng bạo lực để mà hà hiếp dân lành, mà giết người mà còn phải được ăn lương mà được được nghỉ phép đó. Thì chú thấy không, nó đã bị cuồng rồi, không tin vào vaccine, không có chích ngừa, mà George Floyd là đóng kịch, ông Biden là quỳ trước xác chết của ông George Floyd để xin phiếu, đảng quỳ hèn, đứa nó bị đầu óc đến giờ này đó chú. Mẹ của con, mẹ ghẻ con Tấm, mẹ con Cám, nó thức dậy, nó tỉnh dậy rồi, nó vẫn nghĩ nó là hoa hậu đẹp nhất. Mà cái chú gì gọi cho cháu nói là bác sĩ Định nên giúp cho tôi một lần, dùng như, gọi những người đó những con chó pháp lớp. Con chó pháp lớp là chú biết không, nó reflect, nó có cái gì ra là nói là reflect, là 10 điều tâm niệm trong đầu rồi. Ok, reflect là gì? Những cái chiếc ngừa này của Tổng thống Trump bỏ tiền của ông đó ra để làm nghiên cứu, không có Tổng thống Trump là không có thuốc vaccine. Cho nên những người nào mà chiếc ngừa mà ấy là nên cảm ơn Tổng thống Trump. Ông Biden là chỉ là của người Đức Đa thôi, ông may mắn lên là rồi. Còn cái streamer check đó, đó những con chó bóp nó reflect, cái đụng cái là nó suy nghĩ, lúc nào cũng suy nghĩ một cách gọi là trái chiều, mà phản khoa học, mà sai sự thật, mà có tính cách mà thiên vị định kiến, một cách gọi là đáng khinh bỉ như sao, đáng sỉ nhổ luôn. Thì là gì, stimulus check là Tổng thống Trump đã tranh đấu để mà được cho dân lành, bây giờ ông Biden ông lên ông hưởng cái đó. Còn người nói là virus thì ông Trump, mà vaccine thì ông Biden. Bây giờ thì có câu hỏi chót để rồi bác sĩ thì đối với người Việt Nam, bác sĩ là cái người tiếp xúc và làm việc ở nhà thương, thì đối với người Việt Nam họ có chức toàn diện không, hay là họ vẫn còn nghi ngờ như một số người theo đảng Cộng Hòa? Còn đối với người Mỹ thì cái tỷ lệ đó nó như thế nào? Và đối với Mỹ chú, người ta làm nghiên cứu thì 40% những người mà theo đảng Cộng Hòa họ không tin vào vaccine, mà những người theo đảng Dân Chủ thì gần 70-80% họ tin vào vaccine. Những số người da màu đó, như là African American là người Mỹ đó, có một số người họ không tin vaccine, tại vì trong quá khứ họ bị làm nghiên cứu, họ bị làm những con experimental pig, có những cái quá khứ mà nó bị đau thương cho họ. Bây giờ họ bị con chim nó bị ná rồi, cho nên họ cũng ngại vaccine. Và những người mà không có tin vào người bác sĩ gia đình của mình, và người đó không có trình độ học vấn cao đó chú, từng đường họ làm lục lao động vất vả đó, thường thường họ lại không tin vào vaccine đó. Thì có một số người vì chính trị Việt Nam mà đã cuồng, là như cháu nói đó, những người mà cuồng mà bán cà ren lan can đó chú đó, thì họ nhưng mà trên ông Fauci ông đưa ra một cái cú cờ thế mà cháu nghĩ là khó mà chống được. Ông nói là xin Tổng thống Trump, nếu đã có chích ngừa rồi thì hãy khuyên những người mà đã support ông, mà theo ông, mà phò ông đó, mà bưng bô cho ông đó, thì khuyên họ nên chích ngừa đi. Đó, trời ơi, cái chiêu đó kinh khủng lắm chú. Tại cái chiêu đó mà ông Trump mà không nói rồi, ông Trump có tội quá đi, mà ông, tại vì ông đã chích ở Nhà Trắng, ông đã chích mà không có nói, chích mà không có đứng ra chung với những tổng thống khác, trong khi cái truyền thống mà chích ngừa là các tổng thống ta hay chúc chung với nhau để khuyên cả nước phải chích ngừa, ông chích riêng mà ông không có tham dự vào bệnh đó, thấy không? Thì vì ông đã chích rồi, ông phải nói là ông cái thuốc chích ngừa là tốt nên chích đi. Thì nó đặt vào cái thế những người mà bưng bô mà cho ông đó, sạch sành sanh cho ông đó chú, thì họ sẽ bị đi vào cái tính thối lưỡng nan. Bây giờ đó không chích là coi như mình không phải là đệ tử của ông Trump, mà chích đó làm sao mình nói chuyện với bà hàng xóm, với những người mà mình đã từng nói như thế này là vaccine là tế tử thai, những cái tế bào tử thai, vaccine là chứa cái chip của tay Bill Gates mà làm chủ cái hãng Pfizer để mà theo dõi đời sống riêng tư những cái info của người dân làm thống trị toàn cầu,
rồi nói là vaccine là gây chết người, mà không biết rằng như thế này, 10.000 người mà uống thuốc ngừa thai đó chú, sẽ có một người bị blood clot. Cái đó là mấy chục năm nay rồi, cái đó là thống kê không thay đổi, mà người ta vẫn dùng thuốc ngừa thai, chúng thấy không? Nhưng 7 triệu mấy người chích Johnson Johnson vừa rồi đó, mới có một bốn người bị clot, một người ICU và một người bị chết. Bây giờ chú nhìn thấy nước Mỹ này cứ mỗi một tuần 5.000 người bị chết vì bị COVID-19, cứ mỗi tuần. Rồi, hay là chú muốn thấy, cho chú thấy cái chuyện mà 7 triệu mấy người mà có mấy người chết, tức là chết mỗi 1 triệu người mà chết đó, có dưới một người chết. Chú thấy cái nào nặng hơn? Thấy không? Cái rõ ràng là cái Johnson & Johnson ngày mai đó chú, là CDC, FDA và quyết định Advisory Committee của Practice Immunization đó, ACIP đó, họ sẽ quyết định là nên tháo bỏ cái vấn đề mà đình hoãn cái Johnson & Johnson hay không. Mà thì chúng ta sẽ biết vào ngày mai, tức là ngày 23 tháng 4. Bên Âu Châu họ biết. Chấp nhận thì, rồi, bên Âu Châu họ, vâng, họ chấp nhận. Chấp nhận. Vâng, yeah. Thì cảm ơn chú. Thì những người Việt Nam cháu thấy rất là nhiều bác rất là dễ thương. Họ lúc nào cũng tìm cách để chích ngừa hết. Và bác sĩ gia đình cũng nên khuyến khích bà con của bác, bệnh nhân của mình nên chích ngừa. Tại vì đó là, cháu nghĩ đó là nghĩa vụ, là một cái danh dự của người công nhân có trách nhiệm mà nghĩ đến cái miễn dịch cộng đồng, nghĩ đến cái lợi ích cho toàn thể, cho cộng đồng chúng ta, cho đất nước chúng ta, cho toàn thể người dân Hoa Kỳ chúng ta. Thì cháu nghĩ là những người có trách nhiệm, có lương tâm và có cái sự suy nghĩ lợi ích chung, không có ích kỷ, không có cái tôi, cái ông hoàng trong mỗi người Việt Nam chúng ta, không có cái đó, cái truyền thống mà thật là thê thảm người Việt Nam, là mỗi người làm như có một ông hoàng đi đâu cứ nghĩ về mình không à, không có nghĩ đến những người khác, chung quanh là những người này không bao giờ nghĩ người ta đang nghĩ gì, cảm giác như nào, quay lại người ta đang cần thiết cái gì, lúc nào cũng nghĩ cho mình không à. À, thì cháu hy vọng, cháu thấy cộng đồng Việt Nam ở bên chỗ cháu rất là dễ thương, bà con của bác, bệnh nhân của cháu lúc nào cũng tìm cách chích. Có những người đúng là chưa được chích, họ đã cũng có tìm cách được chích, nhưng mà nó cũng chính đáng lắm chứ không phải là gian manh mà cháu chở đâu không có đâu. Thì cháu nghĩ là trong tương lai, trước ngày 4 tháng 7 thưa chú, ở một cái tiểu bang Cali như của cháu, hoặc là một cái nhóm dân trên 65 tuổi, hay là những các bác ở trong nursing home đã đạt được miễn dịch cộng đồng thưa chú, tức là trên 70% những người đó đã được chích ngừa hoàn toàn, tức là fully vaccinated. Vâng, à, qua sự trình bày của bác sĩ Ngô Bá Định, chúng tôi xin phép được khép chương trình ở đây. À, chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. À, cũng xin cáo lỗi vì bác sĩ có chuyện có hạn cho nên cần phải đi. Và chúng tôi xin kính chào bác sĩ cũng như kính chào quý khán giả và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an. Xin kính chào.